Ok, rồi chúng ta sẽ bắt đầu học. Ăn Con ăn cơm chưa? ăn cơm vậy ạ. Cơm À, mới ăn xong. ừ. Ăn xong rồi mình có sức mình học đúng không? Buổi sáng là tụi con vẫn đi học bình thường mà đúng không? Vâng. Nhưng Học mà là con vừa mới đi. đi học võ về luôn. Học võ luôn hả? Con học võ gì? Con học võ gì Trung Quân? Học cái gì, karate hay là taekwondo hay là cái gì, hay là vô Việt Nam? Chúc hả? Rồi. Ok, hôm bữa thì các bạn đã được học về trang 18, 19 đúng không? Rồi, cô sẽ ôn lại cho các bạn một chút và mình sẽ xem phần bài tập ha. Ok. Rồi. Cô ôn lại hết cho các bạn unit siêu luôn ha. Mình đã được học về những cái gì đây? Những tính từ chỉ trạng thái được không? Các bạn có thấy màn hình được của cô chưa nè? Tính Rồi từ chỉ trạng thái, ok. Happy, happy, vui vẻ. Sad, cơ sad. Sao con? Sao cô? À, Sơn vô rồi nè. Chào Sơn. Hello Sơn. Long time no see. Lâu rồi không gặp. Một tuần rồi không gặp đúng không? Sơn bật cam bật mic lên nào. Chào Sơn. Sơn không chào cô à? Rồi. Mình sẽ học tiếp ha. Happy là vui vẻ. Sad. Sad. Buồn bã. Hungry. Hungry. Đói nói bụng. Đói bụng. Thirsty. Thirsty. Khát nước. Ha. Hot. Hot. Nóng. Cold. Cold. Lạnh. Được không? Cô đọc lại một lần nữa ha. Happy. Happy. Sad. vui Sad. Rồi các bạn tắt mic đi vẻ. nào, để cô nói ha. Hungry. Hungry. Thirsty. Thirsty. Hot. Hot. Cold. Cold. Ok. Rồi, chúng ta đã đọc xong những cái tính từ chỉ trạng thái. Được chưa? Tính từ chỉ trạng thái. Tiếp theo đây, chúng ta sẽ qua. Rồi. Nó phải là nó nói về cái cấu trúc, về cái tên bài đúng không? Tên bài là gì? He's happy. He's happy. Câu này nghĩa là gì nhờ, bạn nào biết? À, mời Nhã Khanh nào. He's happy, what does it mean? Có nghĩa là cậu ấy đang vui. À đúng rồi, cậu ấy đang vui vẻ, anh ấy đang vui vẻ. Vậy thì he's là viết tắt của cái gì đây? He is, được không? He's là viết tắt của he is. Ok, right. Rồi, vậy thì chúng ta sẽ xem ở đây ha. Mình có gì đây? He's happy. Rồi, mình sẽ có hai cách đọc. Một là he's happy. Hai là he is happy. Thì cái cấu trúc của mình là gì đây? Subject cộng với gì? Động từ to be cộng với gì đây? Tính từ, được không? Adjective. Subject cộng động từ to be cộng adjective. Chủ ngữ cộng với động từ to be cộng với tính từ. Chủ ngữ ở đây là gì? He. He. Chủ ngữ ở đây là he. Động từ to be là am hoặc là is hoặc là are. Thì ở câu này động từ to be của nó sẽ là gì? Is. Và tính từ adjective ở đây sẽ là happy. Tính từ là những cái từ hồi nãy cô vừa đọc đó. Đó. Đói bụng nè, lạnh nè, khát nước nè, buồn bã nè, nóng lạnh gì đó. Ok, được không? Thì nó sẽ nằm ở phía bên trên đây. Đó là những tính từ. Rồi, tiếp theo mình sẽ có câu gì? She's hungry. She's hungry. Câu này nghĩa là gì nhỉ? Cô mời Sơn. She's hungry nghĩa là gì con?
she's hungry. What does it mean? She là gì đây Sơn? Sơn trả lời cô nào. She nghĩa là gì con? Cô ấy ha. Cô ấy. Vậy thì hungry là gì đây Sơn? Cô ấy đang đói. Đúng rồi, cô ấy đang đói bụng ha. Trả lời to lên cô nghe nào. Lại nào, she's hungry nghĩa là gì? Cô ấy đang đói bụng, được không? Cô ấy đang đói bụng. She's hungry ha. Một là she's hungry. Hai là she is hungry. Ok. Rồi, chúng ta sẽ qua phần tiếp theo là lesson 3, sounds and letters. Ở đây các bạn sẽ có những cái gì đây? Queen. Nào các bạn tắt mic nào, cô đang nói. Queen là nữ hoàng ha, nữ hoàng. Quiet, im lặng. River, con sông. Ramble, cầu vồng ha. Rồi một bạn đọc lại cho cô hết bốn từ này nào. Cô mời Trung Quân. Cô mời Trung Quân nào. Đọc lại cho cô hết bốn từ này nha. Queen. Rồi đọc lại cho cô từ quiet nào. Quiet. Rồi tiếp. River. Con đâu rồi con? River. Rồi từ này đọc sao? Ramble. Ok, very good, thank you. Rồi Nhã Khanh đọc lại cho cô một lần nữa. Queen, very good. Quiet. River. Gì nữa? Ramble. Ok, very good, thank you. Tiếp. Ok. Chúng ta sẽ có gì đây? The queen is quiet. The queen is quiet. Người nữ hoàng à, nữ hoàng thì im lặng, được không? The queen is quiet. Nữ hoàng thì im lặng. Look at the ramble. Look at the river. Okay? Look at the ramble. Look at the river. Nhìn vào cái cầu vồng, nhìn vào con sông. Okay? The queen is quiet. Look at the ramble. Look at the river. Okay, thanks. That's all. Rồi, chúng ta sẽ qua phần tiếp theo là gì? Numbers. Rồi, chúng ta được học về hai số là gì với gì nào? Sơn trả lời cho cô nào. Số 13 tiếng Anh là gì con? Số 13 là gì Sơn? Rồi, Sơn đọc theo cô nè. 13. 13. Rồi, tiếp. Nhã Khanh tắt mic đi con. Nhã Khanh với Quân tắt mic đi. Rồi, Sơn đọc tiếp nè. 14. 14. 14. Rồi, Sơn đọc lại cho cô. Số 13 là gì? 13. Đúng rồi, 13. Tiếp, số 14. 14. 14, very good, thank you. Rồi, các bạn chú ý cho cô ha. Cái từ số 13 này mình không đọc là 13, không đọc là thờ, không âm thờ ha. Không có 13, được không? 13. Được không? Cái này cô vẫn hay nhắc các bạn, nó giống như từ this e á, đó, giống từ thirsty á, đó, giống từ này nè. Đó, giống từ thirsty đây. Giống từ khát nước đây, mình không đọc là thirsty, không có thirsty. Thirsty, ok? Thirsty. Ha. Thirsty. Rồi, còn ở đây là gì? 13. 13 nha, được không các bạn? 13. Thirsty. 13 nha. Rồi. Ok. Cô sẽ xem bài tập của các bạn nha.
Rồi, cô thấy bài của Nhã Phan đây rồi. Các bạn có thấy cái loa của cô nó hơi bị rè không? Đúng không? Cái loa của cô nó hơi bị rè một chút đúng không? Nó bị rè đúng không? Ráng xíu ha. Tại cô chưa đi sửa được. Nó hơi rè nên là nó ảnh hưởng đến chất lượng âm thanh của các bạn học. Ủa sao không tải được ta? What's wrong? Cái gì đây? Rồi, ok. A class. I am Nhã Khanh. I am 8 years old. Letter Q. Cool. Queen. Quiet. Letter R. R. River. Rainbow. The queen is quiet. Look at the rainbow. Look at the river. Thirteen. 14. Letter S. Sis. Sofa. Sock. À. Goodbye teacher. Rồi, à hôm bữa là các bạn được học qua cái phần của trang 20 luôn rồi đúng không? Các bạn đã học luôn cả cái sofa and sock này luôn rồi đúng không? Cô sẽ đọc lại cho các bạn ha. Mình sẽ có là gì? Sofa. Sofa và sock. Sock. Được không? Sofa và sock. Sock. Sofa là cái ghế sofa và sock. Sock là cái vớ, cái tất á. Thì các bạn chú ý cho cô, cái từ sock này mình có âm đuôi là gì đây? Âm k. Được không? Sock. Sock. Nên là khi chúng ta đọc, chúng ta không đọc là sock không ha. Sock. Sock. Được không? Rồi, Nhã Khanh đọc lại cho cô hai từ này nè. Sofa. Sock. Ok, very good. Rồi, cô nhận xét bài tập về nhà của Nhã Khanh ha. Rồi, để cô xem nè. Chúng ta đây có Queen, Quiet, River, Rainbow, Sofa and Sock. Very good. Rất là đầy đủ ha. Bạn Nhã Khanh copy cho cô rất là đầy đủ, phát âm cũng rất là tốt. Nhưng mà chú ý cho cô cái chỗ số 13 ha. Chắc là bữa trước các bạn học cô kia không có lưu ý cho các bạn là mình không có 13 ha, không có 13. 13. 13. 13 ha, không có âm thờ. Âm 13. 13. Ok. Rồi. Tiếp theo. Tốt. Rồi, con xem của Trung Quân nha. Hello teacher, hello everyone. My name is I'm 7 years old. I'm from Bình Dương. Unit 2. He's happy. Happy. Sad. Hungry. Thirsty. Hot. Cold. He's happy. She's hungry. Queen. Quiet. River. Rainbow. The queen is quiet. Look. The queen is quiet. Look at the rainbow. Look at the river. 13. 14. Sofa. Sock.
There a sock on the sofa, pen, sofa, river, sock, sitter, lion, sad, mango, no, hat, snake, she's happy, he sad, she's hungry, I'm hungry. Goodbye teacher, goodbye class. Okay, very good, thank you. Trung Quân đọc cho cô luôn cả qua cái bài mới luôn, bài mình chưa học mà Trung Quân biết đọc cho cô luôn rồi. Ok, vậy thì tốt, không sao hết. À, đây, Trung Quân đọc luôn cho cô cả lesson 6 đúng không? Rồi, ok, very good, thank you. Rất tốt ha. Rồi, cô xem bài copy của Trung Quân nào. Queen, quiet, river, ramble, sofa, sock. Trung Quân rất là tốt ha, con còn cả take note, con còn note lại ở đây là nghĩa tiếng Việt của nó ha, đúng, học học như vậy là rất tốt, cô khen hai bạn Trung Quân với lại Nhã Khanh rất là nhiều ha, ghi chép rất là đầy đủ. Sơn, con đọc bài chưa? Sao con chưa làm bài tập cho cô? Sơn đâu rồi? Trả lời cô nè, sao con chưa làm bài tập? Sơn, bật mic lên. Sao con chưa làm bài tập? Con làm bài tập cho cô chưa? Chưa. Sau buổi hôm nay Sơn làm cho cô nha, Sơn làm và Sơn nộp cho cô nha. Ok. Sơn, cô thấy mấy bữa đầu là Sơn cũng chăm làm bài tập lắm mà đợt này Sơn lại lười rồi. Nè, cô lướt hoài quá trời nè, đâu thấy bài của Sơn đâu. Đợt này Sơn lại lười rồi. Con bị ốm. À, Sơn bị ốm hả? Con bị bệnh hả? Con bị sao? Con bị sốt hả hay sao? Con bị ốm. Vậy thì khi nào con hết bệnh thì con làm cho cô ha. Bài này của Nhã Khanh cô xem rồi. Rồi, vậy thì hôm nay chúng ta sẽ học bài mới. Okay, lesson 6. Chúng ta sẽ học nốt lesson 6 nhanh luôn và mình sẽ qua unit 3 ha. Ok. Rồi, các bạn tắt mic đi nào. Rồi. Em biết unit 3 luôn á. Vậy hả? Con học rồi hả? Dạ. Con học trên trường rồi hay sao? Con được học trên trường hay sao? Ok. Các bạn có thấy là hiện tại á mình đi là mỗi một buổi mình học một lesson á là các bạn thấy nó nhanh, có nhanh quá không hay là có chậm quá hay là gì không? Có bị chậm quá không? Các bạn có muốn học nhanh hơn không? Học nhanh hơn thì một buổi mình sẽ đi tầm 2 lesson nhưng mà thì sẽ đi kịp, nhưng mà cô sợ là kiểu mấy bạn nhỏ nhỏ như là Quân, như là Sơn với lại là Diễm Phương sẽ không theo kịp. Với như Nhã Khanh với Trung Quân thì sẽ theo kịp á. Nhưng mà nếu mà một buổi học đến 2 lesson đó thì cô lại sợ là Sơn với lại Diễm Phương không theo kịp nè. Diễm Phương hôm nay cũng không thấy đâu luôn. Rồi, 40. Chúng ta sẽ nghe nha. Listen to the story. Look! She's happy, Billy. Happy. Happy. I'm happy. Good. Look! Aw, he's sad. 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 I'm sad.
sad. Poor Billy. Look, she's hungry. 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 I'm hungry. No, Billy. Come here. Sorry. I'm sad. 40. Listen to the story. Look! She's happy, Billy. Happy. Happy. I'm happy. Good. Look! Aw, he's sad. 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 I'm sad. Poor Billy. Look, she's hungry. 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 I'm hungry. No, Billy. Come here. Sorry. Listen to the story. Look, she's happy, Billy. Happy. Happy. I'm happy. Good. Look. Aw, he's sad. 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 I'm sad. Poor Billy. Look, she's hungry. 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 I'm hungry. No, Billy. Come here. Sorry. Cùng dịch lại với cô ha, xem mình nói đây sau 3 lần nghe. Look, look. Từ này nghĩa là gì nhờ, bạn nào biết? Rất dễ. Look nghĩa là gì đây ha, Trung Quân nè. Mời con. Để cô lại nhìn. À, nhìn, nhìn kia, đúng không? Nhìn kia, rất tốt. Look. She's happy, Billy. Rồi. She's happy, Billy. Câu này nghĩa là gì đây nhỉ Khanh? She's happy, Billy. Có nghĩa là cô ấy đang vui, Billy. À, cô ấy đang vui kìa, Billy. Happy. 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 Rồi, happy là gì đây hả Sơn? Happy là gì con? Happy là gì hả Sơn? Sơn đâu rồi? Happy là gì con? Sơn trả lời cô. Sơn ơi, có một mít lên trả lời cô nào. Happy là gì con?
Happy là gì? Happy là gì Sơn? Happy. Happy là mình cười đâu nè, mình cười đâu, mình là mình đang làm sao? Mình đang cảm thấy làm sao? Vui vẻ ha. Được không Sơn? Con hiểu không? Hiểu. Ừ, happy là vui vẻ nha. Rồi, tiếp theo. I'm happy. Good. 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 Tốt lắm. I'm happy. I'm happy. I'm happy là gì đây Nhãn Thanh nhỉ? I'm happy là gì con? Nghĩa là tôi cảm thấy vui. À, tôi đang vui vẻ ha. Tôi đang vui, tôi cảm thấy vui. Ok, thank you. Look. Look. Nhìn kia. Nhìn kia. Oh. He's sad. He's sad. He's sad. À, mời Nhã Khanh luôn nè. He's sad là gì con? Có nghĩa là cậu ấy đang buồn. À, anh ấy, cô ấy, à, anh ấy, cậu ấy đang thấy buồn. Sad. 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 À, khóc luôn. I'm sad. I'm sad. I'm sad. Tôi buồn bã. I'm sad. Poor Billy. Ok, mình có một từ mới ha. Poor. Poor. Đây, từ này đây. Poor Billy. Poor Billy nghĩa là tội nghiệp Billy quá ha, tội nghiệp Billy quá. Poor Billy. Được không? Tội nghiệp Billy quá. Tội nghiệp nhưng mà lại cười để chọc Billy. Look. Đúng không? She's hungry. Right? Hungry. She's hungry. Hungry. Đói bụng, cô ấy đang đói bụng. She's hungry. Cô ấy đang đói bụng ha. Hungry. Hungry, đói bụng. I'm hungry. I'm hungry là gì đây hả Quân? I'm hungry là gì con? Dạ được, đây là tôi đói bụng. À, tôi đói bụng, tôi đang đói. I'm hungry. No, Billy. No, Billy. No, Billy. Come here. Come, Billy. So, come here. Come here. Lại đây nào. Come here. Vậy thì bạn Billy này có nghĩa là đang nói gì đây? Đang thấy cô này đang ăn và đang nói cô này là she's hungry. Cô ấy đang đói. Thì bạn này bạn chạy lại, bạn lại nói với cô này là I'm hungry. Có nghĩa là bạn này nói với cô này là tôi cũng đang đói, đúng không? Để giống như kiểu là đang xin ăn cô này đó. Và mẹ của Billy thì cản Billy lại, không cho Billy nói như vậy nữa. Được không? No, Billy. Rồi, và anh trai của Billy phải xin lỗi cô này, đúng không? Sorry. 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 Hả? Ok, con. Rồi, chúng ta sẽ... Đây, mình có những cái câu gì đây? She's happy. Cô ấy vui vẻ. He's sad. Đây, anh này bị ngã, cái anh này buồn đây. She's hungry. Đó, cô này đang ăn. Cái là Billy chạy lại, Billy kêu là I'm hungry. Kêu Billy xin ăn, đúng không? Ok, được chưa? Rồi, chúng ta sẽ kết thúc. Unit 2 at here. We finish. Listen. Rồi, ok. Bây giờ mình sẽ qua luôn cả Unit 3 và tí nữa mình sẽ quay lên làm bài tập của những phần này ha. Hôm bữa cô kia dạy các bạn đã làm bài tập của những phần này chưa? Đã làm bài tập của trang 18, 19 chưa? 20 chưa? Nhã Khanh? Cô kia đã cho các con làm trang 18, 19, 20 chưa? Ở trang này à? Đây nè con, làm trong sách bài tập á. Con nhớ là hình như là chưa. Chưa hả? Rồi, vậy thì tí nữa chúng ta sẽ làm ha. Bây giờ mình sẽ học bài mới đi. Các bạn có muốn học bài mới không? Mình học bài mới nha. Ừ, chưa, cái unit siêu này mình cũng đi hơi lâu rồi đó. Rồi, chúng ta sẽ học bài mới. Are these his pants? Are these his pants? Are these his pants? Câu này nghĩa là gì? Chúng, à, đây có phải là, xin lỗi ha, đây có phải là quần của anh ấy không? Đây có phải là cái quần của anh ấy không?
Rồi, vậy thì chúng ta sẽ có nội dung của Unit 3 này. Unit 3 này là chúng ta học về cái gì? Quần áo, được không? Giống như Unit 1 thì mình học về gì đây? Unit 1 là học về những cái thành viên trong gia đình. Mom, dad, brother, sister, grandma, grandpa, right? Rồi Unit 2 thì mình lại học về những cái tính từ chỉ trạng thái như là happy, sad, hungry, thirsty, hot and cold. Rồi, vậy thì Unit 3 chúng ta sẽ học về quần áo. Quần áo, vớ, giày, rồi gì đó, quần dài, quần ngắn thì tiếng Anh gọi là gì? Ha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ nghe. Okay, let's start it with Unit 3. Family and friends 2, Unit 3, where I can ride boy. Ủa sao không có Unit 3 ta? Family and friends 2, Unit 3 của các bạn đâu ta? Sao nó không có? Are these hits? À, đây có phải là quần của anh ấy không chứ? Sorry, đây có phải là quần của anh ấy không? Đây cô dịch nhầm quần của bạn đúng không? Bây giờ các bạn nghe nha. If you want to ace your paper, download Grammarly. Are you listening 41? Rồi, các bạn listen nha. And point. Dress. Socks. T-shirt. Pants. Pants. Shorts. Shorts. Shoes. Shoes. T-shirt. T-shirt. Pants. Pants. Shorts. Socks. 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 Shoes. Shoes. Dress. Dress. Listen and repeat. Dress. Dress. Socks. Socks. T-shirt. T-shirt. Pants. Pants. Shorts. Shorts. Shoes. Shoes. Listening 42. Listen and chant. Listening 41. Listen and point. Dress. Socks. T-shirt, pants, shorts, shoes, T-shirt, pants, shorts, socks, shoes, dress. Listen and repeat. Dress. Listening 41. Listen and point. Dress. Socks. T-shirt. Pants. Shorts. Shoes. T-shirt, pants, shorts, socks, shoes, dress. Listen and repeat. Dress. Okay, chúng ta sẽ sau khi được nghe 3 lần về những cái từ mới ngày hôm nay, mình sẽ học về những cái about clothes, quần áo ha. Vậy thì chúng ta có từ đầu tiên là gì đây? Dress. Cái đầm, được không? Cái váy á, cái đầm. Dress. Các bạn lưu ý ha. Dress. Rồi mình có âm cuối là gì đây? S. Dress. The red, nhưng mà đọc
Nhanh lên đọc nối lên. Dress. Dress. Được không? Rồi cô mời Nhã Khanh đọc cho cô nào. Dress. 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 Ok, very good. Rồi cô mời Sơn. Dress. Dress. Sơn đâu? Nào cô mời Sơn, hiện Sơn bật mic nhanh nhanh lên trả lời cô nào. Dress. Dress. Ok, very good. Một lần nữa nào. Dress. Dress. Very good. Rồi cô mời Quân. Cô mời Trung Quân nào. Dress. Dạ cô gọi là dress. Dress. Một lần nữa nào. Tôi gọi là dress. Đúng rồi, ok, thank you. Rồi, chúng ta sẽ có từ thứ hai là đôi vớ, đôi tất. Rồi, vậy thì chúng ta sẽ có một đôi là có phải là hai cái đúng không? Hai cái thì sẽ là socks. Rồi, mình chú ý là ở đây nó có cái chữ gì đây? Chữ S nè, các bạn có thấy chưa? Đó, socks. Sờ ra ha, socks. Đó, nó có chữ S ở đây nè, các bạn nhớ sờ ra cho cô ha, socks. Đó, còn nếu mà nó chỉ có một chiếc vớ, một chiếc tất thì chúng ta sẽ đọc là gì? Sock. Sock. Nhưng mà đây là một đôi, là hai cái, hai chiếc vớ, hai chiếc tất. Một đôi thì sẽ là socks. Socks. Được không? Rồi cô mời Quân đọc trước cho cô nè. Socks. Socks. Đây, con chú ý cho cô mới nói xong. Ở đây mình có âm gì? Âm S đây nè. Tại vì nó là một đôi nên là nó phải có âm S ha. Nó hai cái trở lên mà. Có âm S cho cô nào. Socks. Socks. Sờ ra cho cô nào một lần nữa. Socks. Socks. Đúng rồi, rất tốt. Được ha. Cô mời Sơn nè. Socks. 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 Một lần nữa nào. Socks. Rồi, cảm ơn con. Socks. Rồi, mình nhớ cho cô là mình có âm S ha. Rồi, cô mời Nhã Khanh. Socks. 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 Một lần nữa nào. Socks. Ok, very good. Thank you. Cảm ơn con. Rồi, chúng ta sẽ có từ thứ ba là từ gì? Áo thun. Cái áo thun. Cái áo thì tiếng Anh sẽ là cái áo bình thường thôi. Thì mình sẽ gọi là shirt. Shirt. Đây, shirt này thì là cái áo. Nhưng mà áo thun thì mình sẽ gọi là gì? T-shirt. T-shirt. Các bạn chú ý nghe cô đọc ha. Từ này sẽ là từ có hai âm tiết, được không? T-shirt. T-shirt. Rồi, cái từ shirt này á thì mình có âm đuôi của nó là gì? Âm t, t, được không? T-shirt. T-shirt. Ha. Rồi, cô mời Trung Quân đọc cho cô nào. T-shirt. Dạ, cứ gọi là T-shirt. Rồi, âm thờ của con đâu? T-shirt. Dạ, T-shirt. Âm thờ đâu nhỉ? T-shirt. Cứ thờ mà làm cô nghe đâu. Đây, con làm lại đi, cô có nghe đâu? T-shirt. Shirt. À, đúng rồi, một lần nữa. T-shirt. T-shirt. Ok, đó, giờ cô mới nghe nè. Được chưa? Rồi, cảm ơn con. Cô mời Sơn nào. T-shirt. Yes. Cô mời Sơn nào. T-shirt. 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 Âm thờ đâu con? T-shirt. T-shirt. Ok, very good. Rồi, cô mời Nhã Khanh. Cô mời Nhã Khanh, T-shirt. Sorry, tự nhiên cô quên mất Nhã Khanh. T-shirt. 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 Âm thờ đâu, cô chưa nghe nào. T-shirt. T-shirt. À, đúng rồi, rất là tốt ha. T-shirt. Rồi. Tiếp, mình sẽ có cái quần là pants. Con mua con trắng không? Sao con? Con mua con trắng không? Sơn ơi tắt mic đi con. Rồi mình sẽ có cái quần là gì? Pants. Pants. Ha. Pants.
Rồi các bạn chú ý cho cô, cái từ pants này nó phải có s vì sao? Đó, các bạn để ý những cái từ mà nói về những cái quần á, pants nè, shorts nè, trousers nè, nó đều có âm s. Bởi vì sao? Bởi vì cái quần là nó có hai cái ống. Các bạn chú ý nè, quan trọng nè. Cái quần là nó có hai cái ống, hai ống, nên là nó là giống như một đôi, nó giống như là một đôi vớ, một đôi giày đó. Nên là khi mà mình đọc cái từ một cái quần thì mình phải có s ở ngay đây, được không? Pants. Các bạn chú ý nha, không có pen nha, không có pen. Pants. Pants, được không? Mình phải nhớ là có s cho cô ha. Có s từ cái quần nào nó cũng sẽ có s, bởi vì cái quần là nó có hai cái ống quần, nên là người ta sẽ thêm s đằng sau. Pants nè, shorts nè, jeans nè, đó, trousers, right? Được không? Rồi các bạn đọc cho cô từ này ha. Pants. Rồi cô mời Trung Quân. Pants. So, pants. Một lần nữa nào Quân. Đọc lại cho cô nào. Pants. Pants. Đúng rồi. Ok, cô mời Sơn. Pants. Pants. Âm sờ đâu, cô vừa nhắc xong. Pants. Pants. Đúng rồi, sờ ra cho cô ha. Rồi, tiếp mình sẽ có quần đùi là gì? Shorts. Shorts. Ơ, cô đang ngồi con nữa. Sorry, cô Nhã Khanh. Xin lỗi Nhã Khanh nha. Rồi, Nhã Khanh đọc cho cô nè. Pants. Pants. Đó, đúng rồi, very good. Rồi, tiếp ha, chúng ta sẽ có cái từ cái quần. Vậy thì pants sẽ là cái quần dài. Vậy thì quần ngắn mình có tiếng Anh là gì? Quần ngắn, tiếng Anh là shorts. Shorts. Ha, rồi, Trung Quân đọc cho cô nè. Shorts. Trung Quân đọc cho cô nè. Shorts. 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 Đúng rồi. Mình âm sờ nặng lên cho cô nha. Sờ kéo dài nào. Shorts. Shorts. Ok, good. Rồi, cô mời Sơn. Shorts. Sờ ra. Shorts. Shorts. Sorry. Nè, con đọc bình thường thôi. Shorts. Shorts. Đúng rồi, đọc bình thường thôi nè. Shorts. Sờ nặng ra cho cô. Dài ra. Shorts. Shorts. À, tốt. Very good. Rồi, cô mời Nhã Khanh. Nè, Nhã Khanh thấy không? Thì cái cam của cô nó bị che ngay cái mặt của con luôn nè. Nó bị che mất cái mặt của con. Cô cứ quên Nhã Khanh biết nè. Sorry con. Rồi, con đọc cho cô đi. Shorts. 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 Ok, very good. Rồi, và chúng ta có từ cuối cùng. Từ này chắc là các bạn cũng biết rồi ha, cũng được học trước rồi. Mình sẽ có đôi giày. Đôi giày tiếng Anh là shoes. Shoes. Ha, shoes. Rồi, mình cũng sẽ có âm S đằng sau cho cô luôn. Shoes. Rồi, cô mời Quân nào. Shoes. Dạ, dạ, con shoes. Ok, very good. Rồi, cô mời Quân. Shoes. À, sorry, cô mời Sơn. Shoes. Shoes. Ok, very good. Rồi, cô mời Nhã Khanh. Shoes. 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 Ok, thank you. Cảm ơn con. Rồi, bây giờ cô sẽ đọc lại cho các bạn một lần nữa và các bạn đọc lại cho cô nghe ha. Đọc lại cho cô nghe lại ha. Rồi, chúng ta có từ đầu tiên là gì? Drags. 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 Cái đầm. Từ cô sẽ đọc lại 3 lần ha. Rồi, từ tiếp theo. Socks. 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 Đôi vớ, đôi tất. Tiếp ha. T-shirts. 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 Rồi, áo thun. Rồi, từ T-shirt thì mình chú ý cho cô, nó có âm t ở đuôi ha. Rồi, tiếp theo mình sẽ có từ gì? Pants. 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 Cái quần. Pants. Rồi, tiếp mình sẽ có pants là cái quần dài. Rồi, vậy thì quần ngắn tiếng Anh sẽ là gì? Shorts. 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 Ok, quần ngắn sẽ là shorts. Rồi,
Và tiếp theo, à cuối cùng, shoes. Shoes. Shoes là đôi giày. Rồi các bạn nhớ cho cô, cái từ nào mà nó cứ, cái hình nào mà nó cứ có hai cái như vậy nè, thì có nghĩa nó là số nhiều đúng không? Số nhiều vậy thì phải thêm gì? Thêm s đằng sau cho nó ha. Socks nè, pants nè, shorts nè, shoes nè, được không? Rồi một bạn đọc lại hết cho cô 6 từ này nào, cô mời Trung Quân. Dress. Quân đọc lại cho cô nào. Dress. Rồi, socks. Socks. Không, mình không có âm thở đây con. Cô đã dặn rồi, cô dặn đi dặn lại rồi mà. Nó có âm gì đây? Âm sờ. Socks. Socks. Đúng rồi, sờ ra. Rồi, tiếp từ áo thun là gì? T-shirt. T-shirt, very good. Rồi, tiếp. Quần dài. Pants. Đúng rồi, pants. Rồi, quần đùi, quần ngắn. Shorts. Shorts, very good. Rồi, và đôi giày là? Shoes. Shoes, very good. Rồi, cô mời Nhã Khanh. Dress. Socks. Một lần nữa nào Nhã Khanh. Socks. Socks. Rồi, tiếp. Shoes. T-shirts. T-shirt. Đúng rồi, tiếp. Pants. Rồi, tiếp. Socks. Shorts. Socks. Rồi, tiếp. Shoes. 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 Rồi Nhã Khanh tự đọc lại từ ban đầu cho cô nè. Dress. Socks. T-shirts. T-shirt. Pants. Socks. Shoes. Shoes, okay, very good, thank you. Chúng ta sẽ... Rồi, còn Sơn nào? Sơn đọc cho cô nha. Sơn đâu? Bật mic lên con. Rồi, các bạn đợi cô một chút ha. Chú ý nha. Lão ơi. Rồi, Sơn đọc cho cô nào. Dress. Dress. Đúng rồi, dress. Một lần nữa nào con. Dress. Dress. Rồi, tiếp. Socks. 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 Rồi, tiếp. T-shirts. 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 Đúng rồi, pants. Pants. Shorts. Shorts. Shoes. Shoes. Rồi, con tự đọc lại hết cho cô nè. Sơn tự đọc lại hết cho cô nè. Đầu tiên là dress. Dress. Socks. Socks. T-shirts. 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 Pants. Pants. Shorts. Shorts. Shoes. 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 Rồi, con tự đọc lại hết cho cô từ đầu nè. Dress. Dress. Socks. Socks. T-shirts. T-shirts. Pants. Pants. Shorts. Socks. Shoes. Shoes. Okay, thank you. Rồi, con tự đọc lại hết được cho cô được không?
Tự đọc lại hết được không? Đầu tiên là dress. Dress. Đúng rồi, từ này đọc sao? Socks. Đúng rồi, từ này t-shirts. 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 Rồi, từ này là pants. Pants. Shorts. 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 Đợi cô một chút nha. Rồi, shoes. 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 Một lần nữa nào. Sướng. Shoes. Rồi, ok, tốt ha. Rồi, chúng ta sẽ có phần point and say. Ok, point and say. Nhìn vào bức hình, nhìn vào những cái đồ vật, à, những cái quần áo, những cái clothes này và đọc tên chúng lên cho cô, được không? Mình sẽ có cái quần nè, cái đầm nè, cái áo thun nè, cái quần đùi nè, rồi đôi vớ nè, ha, đôi vớ, đôi giày nè, được không? Rồi các bạn, bây giờ cô mời một bạn và sau đó cô sẽ chỉ vào từng đồ vật và bạn này đọc lên cho cô nó là cái gì, nó là cái gì ha. Rồi đầu tiên cô mời Xuân Phong, bạn nào Xuân Phong? À mời Trung Quân, mời Quân nè. Ok, what's this? What's this? Này là cái gì con? Cái này là cái gì đây con? Trung Quân đâu rồi? Dạ thưa con, là cái đầm. À cái đầm tiếng Anh là gì? Trả lời tiếng Anh cho cô nè. Dress. 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 Đúng rồi. Ok, and what's this? T-shirt. T-shirt. Đọc lại nào. T-shirt. T-shirt. À đúng rồi, mình phải nhớ cho cô nó có âm thờ ha. T-shirt. Được không? Có âm thọ. T-shirt. Tiếp. Cái quần là gì? Quần cái này là? Pants. Đúng rồi. Đúng rồi. Đôi vớ là? Đôi vớ là sock. No, không có sock. Socks. Sock. Sock. Đúng rồi. Nó là một đôi mà con. Nó là số nhiều mà. Nó là hai cái trở lên mà. Mình phải đọc sao? Socks. Quân đọc lại nào. Socks. Rồi, yeah. Rồi tiếp. Đôi giày là shoes. Con phải tự đọc nha. Con xin lỗi. Đôi giày là gì con? Shoes. Đúng rồi. Và cái quần đùi đây là shorts. Shorts. Ok, thank you. Rồi, cô mời Nhã Khanh. Ok, what's this? What's this? Hands. Hands. Okay. What's this? Cái gì đây Nhã Khanh? Cái này là? Cái này là gì con? Nhã Khanh đâu rồi? T-shirt. T-shirt. Đúng rồi. T-shirt. Rồi tiếp cái đầm là? Dress. Dress. Rồi. Cái này, cái quần đùi. Quần đùi là? Đúng rồi. Đôi vớ là? Đúng rồi. Đôi giày là? Shoes.
Một lần nữa. Shoes. Shoes. Rồi, ok, thank you, very good. Rồi, cô mời Sơn nào. Cái quần dài là gì đây Sơn? Cái quần dài này đọc là gì con? Sơn đâu rồi? Yeah, là gì cô? Quần dài là gì? Pants. Sơn đâu? Bất đến cô vừa đọc không? Mất rồi. Đó. Rồi, quần dài là gì đây con? Pants. 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 Rồi, tiếp cái đầm là gì con? Dress. 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 Đúng rồi. Cái áo thun là gì con? T-shirt. T-shirt. Đây mình nhìn lên trên nó có cái từ hiện ở trên đây nè, được không? T-shirt. 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 Đúng rồi, tiếp theo. Đôi vớ. Socks. Socks, đúng rồi. Đôi giày. Đôi giày. Shoes. 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 Ok, thank you. Cảm ơn Sơn. Dạ, và cô sẽ đọc lại một lần nữa những cái từ này cho các bạn để hôm nay các bạn sẽ về đọc lại những cái từ này cho cô ha, quay clip đọc lại những từ này cho cô và sau đó là copy, viết copy từ vựng cho cô ha. Rồi, mình sẽ có từ đầu tiên. Rồi, cái đầm là dress. Dress. Ha, cái đầm là dress. Tiếp theo, đôi vớ là sorry, ủa? Cái này nó làm sao để nó mất đây nhờ các bạn nhờ. Rồi, đôi vớ là socks. Socks. Rồi, cái áo thun là t-shirt. T-shirt. Rồi, cái quần là pants. Pants là cái quần dài. Rồi, quần đùi là shorts. Shorts là cái quần đùi. Shoes. Shoes, đôi giày ha, được chưa? Ok. Chúng ta sẽ làm bài tập. Ha. Rồi hôm bữa các bạn đã được làm bài tập của phần này chưa? Đây nè. Nhã Khanh làm phần này chưa con? Cô dạy thế, cái cô dạy thế đã cho các con làm bài tập những cái trang này chưa? Chưa. Chưa hả? Rồi mình làm ha. Chưa thì mình làm thôi. Rồi, đầu tiên. Trace and write the letter Q, Q and R. Q, Q và R, R đúng không? Q và R. Đi mất sạc rồi bắt tôi kia. Rồi, ok. Chị sẽ chỉnh tên ở đâu. Chúng ta sẽ có âm. Âm này đọc lại âm gì đây Nhã Khanh? Đọc cho cô nào. Q. Q. Ok, chữ Q. Và đọc là gì? Khu. Khò, đúng không? Khò. Rồi, ha, ok, cái này cô vẽ trên máy là nó hơi xấu. Đó, các bạn thông cảm ha, cái này vẽ trên máy nó hơi xấu một chút nè. Rồi, bây giờ mình có âm này là âm gì? Âm R. R và phát âm là chữ R. R, R là chữ R đó. Chữ R đó. Và phát âm là R, R. Đúng không? R, R. Âm R, R. Phát âm là R, R.
Rồi, mình có gì đây? The queen is quiet. The queen is quiet. Rồi, trace the letter all the words. The queen is quiet. Câu này nghĩa là gì đây Quân? The queen is quiet nghĩa là gì con? Không biết không? Dạ tôi có là hoàng hậu im lặng. Đâu phải hoàng tử đâu con. Queen là gì? Queen mà sao lại là hoàng tử nhỉ? À, nữ hoàng, nữ hoàng, hoàng hậu ha. The queen is quiet. Nữ hoàng im lặng. Còn hoàng tử tiếng Anh là gì? Prince. Prince là hoàng tử. Công chúa là princess. Princess, được không? Đó. Rồi, look at the rainbow. Nhã Khanh hiểu nghĩa của câu này là gì không con? Look at the rainbow. Dạ, thưa cô là gì rồi? À, cô đang hỏi Nhã Khanh nha. Cô đang hỏi Nhã Khanh. Rồi. Look at the rainbow nghĩa là gì Nhã Khanh? Có nghĩa là hãy nhìn. Nhìn vào? Hãy nhìn vào cầu vồng. Đúng rồi, nhìn vào cầu vồng ha. Look at the rainbow. Rồi, look at the river là gì luôn? Là gì? Nhã Khanh trả lời luôn nè. Look at the river nghĩa là? Hãy nhìn vào dòng sông. À, hãy nhìn vào dòng sông ha. Rồi, chúng ta có số. Chúng ta sẽ qua bài lesson 4 là numbers. Rồi, chúng ta có số 13. Rồi, Sơn ơi, 13 tiếng Anh là gì đây con? Số 13 tiếng Anh là gì? Sơn nhớ không? Số 13 là? Sơn đâu rồi? Mỗi lần cô gọi Sơn bật mic trả lời nhanh nha. Đừng để cô gọi nhiều nào. Số 13 tiếng Anh là gì Sơn? Thirteen. Một lần nữa nào. Thirteen. Ok, tốt. Thank you. 13 ha, 13. Rồi mình sẽ đồ vào đây, 13. Được không? Số 13 ha. Rồi tiếp mình có số 14. Số 14 tiếng Anh là gì luôn Sơn nhỉ? Sơn trả lời cho cô luôn nè. Số 14 tiếng Anh là gì con? Fourteen. Đây là số 14 được không? 14. Tiếp. Rồi, 14 đồ vô ha. Got. Count and write the number. Count and write the number. Một bạn đến cho cô nè. Bao nhiêu cộng với bao nhiêu ra bao nhiêu đây?
Nhã Khanh đến cho cô nè. How many? One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Ten là 10. Ten đúng không? Ten cộng với bao nhiêu đây? Four là ra? 14. 14, very good. Rồi, Quân làm cho cô câu tiếp theo nào. Có bao nhiêu chai nước đây? Bao nhiêu chai nước cộng với bao nhiêu đây? How many? Bao nhiêu vậy? Bao nhiêu nước? Dạ, thưa cô là 13. Nào, con nói tiếng Anh cho cô nào. Đây, con đếm cái phần này trước nè. Phần này là bao nhiêu chai nước đây? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. À, 10. 10 chai nước bên đây cộng với bao nhiêu chai nước đây? 3. 3 là ra. Ra bao nhiêu? 13. À, very good. Ra 13. Ok, 13 and 14. Rồi, người ta kêu mình làm gì đây? Color the number 13 and 14. Tô màu vô hai cái số 13 và 14, đúng không? Rồi, tô vô. Rồi, đó, chúng ta tô vô đây ha. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ qua âm gì? Âm S ha, âm S. Sơ, sơ. Rồi, sơ. Đây. Âm S, chữ S. Mình có âm cái gì? Cái hình cái ghế. Cái ghế à? Cái ghế gọi là ghế sofa đúng không? Vậy thì tiếng Anh nó cũng gọi là sofa luôn. Nè. Rồi. Sofa. Tiếng Anh nó vậy á, giống như nó mình có từ mà violin là cái đàn violon á, nó lại giống giống vậy, hoặc là từ guitar, cái đàn guitar đó. Còn từ sofa này thì mình dịch ra tiếng Việt mình gọi là gì? Ghế sofa luôn, đúng không? Radio, đúng không? Radio là cái đài, cái set á, cái đài mình hay nghe á, thì tiếng Việt người ta cũng có gọi là radio luôn, cái radio. Đó. There's a sock on the gì đây? Gọi là bánh pizza. Đúng rồi, bánh pizza. Chính xác, pizza. Nhưng mà tiếng Anh thì mình không đọc là pizza mà mình đọc là pizza. Đọc đúng là phải đọc là pizza, đúng không? Đúng rồi, nhưng mà pizza cũng là một ví dụ. Giỏi. Rồi, nhưng mà sẽ có câu gì đây? There's a sock on the sofa. There's a sock on the sofa, được không? Có một cái vớ nằm trên cái ghế. There's a sock on the sofa. Có một cái vớ nằm trên cái ghế ha. Rồi, ok. Mình sẽ làm cái này. She's cold. Câu này nghĩa là gì Trung Quân ha? She's cold nghĩa là gì con? She is cold. Cô ấy thì sao? Tôi sẽ là cô ấy lạnh. À, cô ấy lạnh rất tốt ha. Rồi, Sơn nào. He is hot. Anh ấy làm sao đây Sơn? He is hot. Anh ấy làm sao đây Sơn ơi? He is hot. Anh ấy đang tắm. À, anh ấy đang nóng, đúng rồi. Vậy thì những câu tiếp theo chúng ta sẽ điền he is hay là điền she is ha. He is hay là she is.
Rồi Sơn làm cho cô câu tiếp theo luôn nè. Câu số 3 này là mình điền his hay là she's? He hay she đây Sơn? He có nghĩa là anh ấy, còn she có nghĩa là cô ấy. Vậy thì điền ở đây là he is hay là she is? She. Đúng rồi, very good. Cảm ơn Sơn. She's ha, Sơn giỏi mà, đúng không? Mình trả lời thì mình cứ mạnh dạn trả lời cô ha. Trả lời đúng mà, tốt. She's. Đó, Sơn hiểu bài mà. Ok. Và she's hungry. She's hungry có nghĩa là gì đây? Cô ấy đói bụng ha. She's hungry, cô ấy đói, cô ấy đói bụng. Rồi, câu tiếp theo Nhã Khanh làm cho cô nè. He is hay là she's đây con? He. Đúng rồi, he's thirsty nghĩa là gì? Nghĩa là anh ấy khát. Anh ấy gì? Anh ấy khát. À, anh ấy khát nước ha. He's thirsty. Rồi, tiếp câu tiếp theo luôn, Nhã Khanh làm tiếp cho cô luôn nè. He hay là she? He's gì đây? He's fat. 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 À, ok, có nghĩa là gì con? Có nghĩa là anh ấy đang buồn. À, anh ấy đang buồn, đúng rồi. Tiếp theo, câu này Nhã Khanh làm luôn cho cô đi. He's hay là she's? She's. She's. She's happy. Vậy thì nghĩa là gì con? Có nghĩa là... cô ấy đang vui. Đúng rồi, cô ấy đang vui vẻ, cô ấy đang hạnh phúc ha. She is happy. Rồi, bây giờ cô sẽ cho các bạn chúng ta nghe nhạc một chút. Rồi, mình chắc là chơi một cái game gì đó ha. Nghe nhạc về những cái status hả? Status song hả? Cô ơi. Ơi. Chơi cái bắn súng đi. Bắn súng hả? Cái đó mình chơi hết rồi mà. Với lại cái đó nó không có chia theo bài, nên là có sẽ có những cái từ vựng các bạn chưa có học, nên là các bạn chưa có được học, nên là chơi các bạn bị mơ hồ á. Có hiểu không? Các bạn nghe Tinkle Tinkle Little Stars, Tinkle Tinkle Little Stars. Nghe bài này ha. Tinkle, tinkle, little stars. Little star. This is a happy face. À, bạn nghe bing bang. Okay, we continue with another song. You have song. A great website. Let's make sure people see it. GoDaddy website hosting is fast, secure, and always online. All at an affordable Rainbow price. Call a song, đi. Ha. The Singing Walrus. Rainbow colors.
Yellow. Yellow. Green. Green. Blue. Blue. Purple. Purple. Pink. Pink. Red, orange, yellow, green, blue, purple, pink. Okay, class, who would like to do problem three on the board? Halloween hả? Để bữa khác mình nghe ha. Dạ, cô sẽ dặn bài tập về nhà cho các bạn. Bài tập về nhà thì các bạn sẽ... chúng ta tháng này mình chưa có bài tập thuyết trình đúng không? Rồi, cô sẽ cho các bạn một cái bài tập thuyết trình. Là các bạn sẽ nói về cảm xúc của hiện tại mình đang như thế nào, mình đang cảm thấy như thế nào. Ví dụ, hello teacher, hello class, my name is gì đó, bao nhiêu tuổi, giới thiệu tên tuổi của mình ra. Rồi mình nói là sao? I'm happy. Rồi, tôi đang vui vẻ. Rồi con có thể nói là ba mẹ tôi thì đang như thế nào đó. Ví dụ, ba tôi thì đang buồn. Mình nói, mình giả thuyết thôi chứ mình không cần phải nói sự thật ha. Rồi, hoặc là I'm sad, my father is happy, my mother is hungry, my brother is sad, my sister is hot, is cold. Được không? Mình nói là kiểu mình thì thấy vui, ba mình thì thấy buồn, mẹ mình thì thấy nóng, anh hai mình thì thấy đói bụng, chị hai mình thì thấy khát. Được không? Mà mình nói bằng tiếng Anh nha cô ha. Các bạn có hiểu yêu cầu đề bài chưa? Cô sẽ đánh lại cái yêu cầu đề bài vào trong cái phần thuyết trình cô gửi vào trong nhóm và các bạn nhìn vào cái mẫu ở đó để làm ha. Vậy thì giống như cái câu mà mình nói là ba của tôi thì vui thì mình nói là sao? Bạn nào biết nè, ba của tôi thì đang vui. My father, mời Quân, my father gì? Con bật mic lên. Dạ tôi có my father. Is happy. Đúng rồi, mình sẽ có cho cô cái động từ to be ở giữa. My father is happy. My mother is sad. I am hungry. I am thirsty. Đó thì các bạn nói cho cô là về bản thân bạn và về ba mẹ anh chị của các bạn hiện tại đang cảm thấy như thế nào, được không? Ok, các bạn hiểu yêu cầu của cô chưa nè? Nha. Rồi, vậy thì các bạn nhớ về nhà và làm bài tập cho cô ha. Ok, hẹn gặp lại vào thứ năm tuần này. Goodbye class. Bye. Good night. Ngon. Bye bye các bạn.